Ông xã Vũ Thu Phương nói gì về quá khứ bị quấy rối tình dục của vợ? Tôi quyết định phải bước qua kiếp nạn này, tôi sẽ khẳng định giá trị bản thân mà không cần bán thân. Vũ Thu Phương kể về quá khứ bị ông trùm Hollywood quấy rối tình dục. Sau 6 năm rút lui khỏi làng giải trí, Vũ Thu Phương trở thành tâm điểm chú ý khi hé lộ về đời tư trong chia sẻ mới đây. Cảm xúc rối bời không viết nên vui hay buồn khi nghe tin về vụ bê bối lạm dục tình dục suốt 30 năm của Harvey. Trong tuần qua, họ Vũ tâm sự, tôi từng rất tôn trọng và quý mến ông ấy bởi tôi thấy cách ông làm việc, cách ông vận hành bộ máy, cách ông tạo nên những tượng vàng Oscar và bởi cách ông đối xử với tôi. Theo đó, ngôi sao họ Vũ cho biết cô đã bị nhà sản xuất lừng danh Harvey quấy rối vào năm 2008 khi ông trùm Hollywood đến thành phố Hồ Chí Minh chọn diễn viên Việt Nam đóng vai phụ cho phim San 2, Thượng Hải. Thú nhận tôi cũng là nạn nhân, một nạn nhân câm nín 9 năm nay. Nữ diễn viên cô nàng bất đắc dĩ kể, tôi ngồi chờ một mình mà trong lòng hồi hộp vì không biết phim mới sẽ như thế nào. Tôi lướt qua vài cuốn sách, khi nghe tiếng Tằng Hắn Giọng tôi ngẩng mặt lên. Mọi thứ xa xăm khi tôi thấy ngài Harvey chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đang đứng cười nhìn tôi, trong khi tôi còn đang nóng bừng. Bởi bối rối, ông hỏi, cô đã sẵn sàng để bước vào Hollywood? Tôi còn chưa kịp trả lời bởi miệng còn đang cảm thấy đắng nghét, thì ông lại tiếp. Cô có sẵn sàng đóng một vài cảnh nóng, phim mới sẽ có một ít cảnh nóng đó và tôi nghĩ tôi cần dạy cô một chút. Yên tâm đi, bất cứ ai, dù ngôi sao như A hay C, hay rất nhiều người khác cũng đều từng trải qua chuyện này. Hãy coi như đây là kinh nghiệm cần có để cô có chỗ dựa vững chắc hơn cho sau này. Không trải qua những chuyện này, cô sẽ rất khó thành danh. Trước lời đề nghị sốc của ông trùm Hollywood, ngôi sao làng mẫu đã thẳng thắn từ chối. Xin lỗi ông, tôi nghĩ Hollywood không phải là nơi dành cho tôi. Tôi có được phép về phòng của mình không? Tôi nghĩ chuyện này người khác biết sẽ không tốt đẹp gì cho cả tôi và ông. Nói về hoàn cảnh khi ấy, ngôi sao khát vọng thượng lưu kể. Chân tay run bừng bực, tôi phải nắm tay này vào tay kia cho bớt run. Đầu óc cố nghĩ minh mẫn. Thực sự lúc này ông ấy có hiếp hay giết tôi, liệu có ai biết và can thiệp hay không? Cảm giác thực sự vô cùng kinh khủng. Đầu tôi căng ra, tôi cảm giác các dây thần kinh có thể đứt ra ngay lập tức. Tuy nhiên, lo lắng của Vũ Thu Phương đã được giải tỏa khi ông trùm Hollywood nói, tôi không ép, cô có thể về phòng và hãy cứ suy nghĩ, chúng ta có thể ký hợp đồng phim tiếp theo tại Anh. Khước từ bài học dậy nóng cảnh nóng của Harvey cũng đồng nghĩa với việc họ Vũ đã tự đóng cánh cửa vào Hollywood của mình. Quyết không bán thân để vào Hollywood, Vũ Thu Phương lập tức về phòng và quyết định bay về Việt Nam. Quyết định vĩnh biệt giấc mơ Hollywood, tôi yêu cầu trợ lý đổi vé để tôi có thể lên máy bay về Việt Nam trên chuyến sớm nhất. Họ khá ngạc nhiên bởi theo lịch trình tôi còn lại ở Mỹ vài ngày, sau đó tiếp tục ra mắt phim tại Anh. Nhưng với sự cương quyết có chút nóng giận, tôi đã có chiếc vé rời khỏi Hollywood ngay đêm đó. Dù sao tôi vẫn còn nhà để về, còn mẹ và gia đình chờ tôi. Dù rằng tôi sẽ phải đối đầu với bố rìu dư luận bổ vây, nhưng tôi quyết định không bán thân để vào Hollywood. Về quê nhà, trong tâm trạng lo lắng sẽ đối mặt với thị phi vây quanh, nhưng Vũ Thu Phương hạ quyết tâm. Tôi quyết định phải sống tiếp, phải bước qua kiếp nạn này. Tôi từng nhiều lần muốn lên tiếng, muốn cho mình cái quyền bảo vệ bản thân, nhưng cuối cùng tôi lại chọn im lặng đi qua sóng gió và tìm cách để khẳng định giá trị của bản thân mà không cần bán thân. Tôi sẽ lao động cho họ thấy rằng họ không nên miệt thị tôi nữa. Rồi họ sẽ phải công nhận tôi, rồi tôi sẽ thành vedette. Trải lòng về uẩn ức phía sau ánh hào quang nổi tiếng của Vũ Thu Phương đã nhận được nhiều lời động viên của mọi người. Trong số đó, lời động viên của doanh nhân Trần Thanh Hải, ông xã cô được quan tâm đặc biệt nhất. Theo đó, bạn đời đã gửi lời yêu thương động viên tới nữ diễn viên giao lộ định mệnh. Đây chính là người yêu của tôi, người bạn đời của tôi. Cảm ơn em vì tất cả, anh yêu em. Đang là siêu mẫu đình đám nhất làng giải trí Việt, Vũ Thu Phương bất ngờ tuyên bố kết hôn vào cuối năm 2011. Vị doanh nhân đã đánh cắp trái tim chân dài làng mẫu là Trần Thanh Hải. Ngoài gia tài giàu có, ông xã họ Vũ còn xuất thân hoành tráng khi là cháu của hoàng thân Campuchia. Sau khi kết hôn không lâu, Vũ Thu Phương quyết định rời xa ánh đèn bên sân khấu để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh vào năm 2011. Tôi quyết định chia tay giới giải trí ở đây, chia tay với những thị phi ồn ào. Với tôi vậy là đủ rồi, Vũ Thu Phương khẳng định, hiện tại người đẹp đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con gái. Ưng Hoàng Phúc, tôi yêu rất nhiều nhưng sâu đậm chỉ có 5 mối tình. Với tôi, bất cứ ai từng bước qua cuộc đời mình cũng là một cái duyên. Khi tôi đến với họ, chúng tôi đều là những người độc thân. Tôi không bắt cá hai tay, cũng không làm kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác, nam ca sĩ khẳng định. Đã chung sống nhiều năm và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh. Nhiều khán giả tò mò vì sao anh và Kim Cương vẫn chưa làm đám cưới. Thú thật là tôi và Kim Cương cũng từng nghĩ đến chuyện cưới xin, nhưng kế hoạch vẫn bị bỏ ngỏ vì cả hai đều quá bận rộn.
Hơn nữa đám cưới rình rang hay không cũng chỉ là mặt hình thức. Chúng tôi có thể sống với nhau 1 năm, 2 năm, thậm chí 5-6 năm rồi làm đám cưới cũng chẳng sao. Khi đến thời điểm thích hợp, chắc chắn tôi sẽ báo tin vui với khán giả. Anh thấy mình đã thay đổi ra sao sau khi có vợ con? Tôi thấy sống lẫn suy nghĩ của mình khác hẳn trước kia. Trước đây tôi chỉ biết sống cho bản thân, nhưng bây giờ tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian, hoàn thành công việc sớm nhất để có thể về với vợ con. Khi làm bất cứ việc gì, tôi cũng nghĩ đến gia đình đầu tiên và cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Hiện tại toàn bộ tài chính chi tiêu trong nhà tôi để Kim Cương quản lý. Hai vợ chồng sử dụng chung một tài khoản để tránh việc một trong hai ham vui, lỡ tay tiêu xài quá mức. Trước đây, Ân Hoàng Phúc từng vướng vào rất nhiều ồn ào tình cảm với cách hot girl chân dài nổi tiếng. Anh nghĩ thế nào khi từng bị cho là gã ngựa hoang của showbiz Việt? Đúng là thuở trẻ, tôi đã từng yêu và chia tay rất nhiều, trải qua không ít kinh nghiệm trong tình trường. Với đủ mọi hỉ nộ ái ố, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình cứ yêu đi, yêu càng nhiều thì mới có cảm xúc để thăng hoa trong nghệ thuật. Nhưng để gọi là yêu thực sự sâu đậm, có lẽ đời tôi chỉ có 5 mối tình. Những lần còn lại chỉ là chút tình cảm thoáng qua rất chóng vánh. Sau nhiều năm rong ruổi yêu đương, theo thời gian suy nghĩ của tôi cũng dần thay đổi. Thay vì mãi miết yêu vội những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, hào nhoáng bên ngoài, để rồi vài tháng, vài năm lại chia tay, tôi chỉ muốn có một tình yêu lâu dài và cùng người đó xây dựng tổ ấm bình yên. Như bạn thấy đấy, cuối cùng thì Kim Cương cũng xuất hiện và đi vào cuộc đời của tôi rất đúng lúc. Dù từng được nhiều mỹ nhân xinh đẹp để mắt tới, nhưng nhiều ý kiến cho rằng Ân Hoàng Phúc chỉ thích yêu những phụ nữ đã từng có gia đình và có con riêng. Với tôi, bất cứ ai từng bước qua cuộc đời mình cũng là một cái duyên, dù đó là hot girl trẻ trung xinh đẹp hay những người phụ nữ từng trải. Quan trọng là khi bắt đầu quan hệ, chúng tôi đều là những người độc thân, đến với nhau hoàn toàn hợp pháp. Chứ không phải bắt cá hai tay, cũng không phải là kẻ thứ ba xen vào người khác. Tôi không làm gì sai thì tại sao phải ngại dư luận phán xét? Hơn nữa, nếu tôi là mẫu đàn ông luôn soi xét quá khứ của bạn gái, chắc chắn tôi sẽ không yêu Kim Cương, cũng không công khai thể hiện tình cảm với cô ấy. Thậm chí nếu tôi gặp cô ấy sớm hơn, trước khi cô ấy lập gia đình và có con, chưa chắc tôi đã phải lòng Kim Cương ở thời điểm đó. Anh không ngại dư luận sẽ luôn quan tâm về quá khứ của người bạn đời. Người ta có thể đồn đoán và nói bất cứ điều gì họ thích, tôi không để tâm và chỉ muốn được yêu hết mình với người bạn đời mà tôi đã chọn. Điều quan trọng là khi đến với nhau, Kim Cương đã mang lại cho tôi sự bình yên và hạnh phúc. Nếu ngay cả việc kiếm người yêu mà tôi cũng phải chiều theo ý dư luận, có lẽ tôi đã yêu đến hàng trăm, hàng ngàn cô gái, vì trên đời này chẳng ai hoàn hảo 100%. Trong cuộc sống vợ chồng, Ân Hoàng Phúc có phải là mẫu đàn ông ngọt ngào lãng mạn? Tôi rất ngại nói những câu xính phẩm anh yêu em, nhớ em nhiều lắm, như trong các bộ phim Hàn Quốc. Vì vậy, tôi thể hiện sự lãng mạn chiều vợ thông qua hành động nhiều hơn lời nói. Tuy nhiên, do công việc ca hát khiến tôi liên tục xa nhà, nên ít có thời gian thể hiện tình cảm với Kim Cương. Sau khi có bé Johnny, anh làm cách nào để sống hòa thuận và chăm sóc đồng đều con chung, con riêng của vợ? Tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề con riêng, con chung khi đưa mẹ con Kim Cương về sống với mình. Với tôi, điều quan trọng nhất khi dạy dỗ con cái là đứa nào cũng phải đối xử như nhau, sai là sai, đúng là đúng. Nếu Johnny làm điều gì không phải với tôi vẫn la rầy rất nghiêm khắc. Bắt bé nhận lỗi, xin lỗi anh trai, chứ không có chuyện tôi bên vực chiều chuộng con ruột. Nhưng thời gian gần đây, anh thường xuyên xuất hiện cùng Johnny, lại công khai làm clip, thu âm bài hát tặng bé. Anh không sợ điều đó sẽ khiến con trai riêng của Kim Cương cảm thấy chạnh lòng. Hương Phát đã lớn và cần tập trung học tập, đến trường mỗi ngày. Vì vậy, bé ít khi có dịp cùng bố mẹ xuất hiện tại các sự kiện ca nhạc như em trai. Trong khi đó, Johnny vẫn còn rất nhỏ, nên bé cần được bố mẹ dành thời gian chăm sóc nhiều hơn. Hương Phát hiểu rõ điều đó và chính bé cũng rất quấn quýt, thích chơi đùa và nựng ngực em trai. Khi có dịp rảnh rỗi, cả gia đình bốn người chúng tôi vẫn đi chơi, đi ăn cùng nhau hết sức vui vẻ. Tôi khẳng định không có chuyện các bé ganh tị, chạnh lòng như nhiều người đồn đoán. Sau tranh cãi giọng hát, Chibu vướng nghi án đạo nhạc. Với ca khúc mới Từ Hôm Nay, Chibu liên tiếp vướng phải tranh cãi. Mới đây, bài hát tiếp tục bị so sánh với một số sản phẩm nước ngoài. Với mong muốn thoát khỏi danh xưng hot girl và khẳng định tên tuổi ở vai trò ca sĩ, ngày 10 tháng 10, Chibu phát hành MV Từ Hôm Nay, Feel Like Old, đánh dấu chặng đường vai trò mới của Chibu. Do đó, sản phẩm này được chuẩn bị kỹ lưỡng trong 3 năm với số tiền đầu tư lớn và theo ekip của cô giới thiệu là mạnh tay nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của công chúng dành cho một sản phẩm được đầu tư, Từ Hôm Nay chưa đủ nổi bật ở thị trường V-pop, thậm chí mang màu sắc đậm chất K-pop, nhưng cả nội dung lẫn giai điệu đều nhạt nhòa. Giọng hát của Chibu gây tranh cãi nhiều nhất. Số đông khán giả sau khi nghe sản phẩm đều đồng tình rằng cô không nên tiếp tục đi hát.
Tranh cãi chưa dừng lại ở đó, mới đây ca khúc còn vướng nghi án đạo nhạc. Nhiều người nghe chỉ ra điểm giống nhau về mặt giai điệu từ Hôm Nay với All I Want To của Martin Jackson và Even If I Don't See, nữ ca sĩ Hàn Quốc Jiyeon, đặc biệt là ở đoạn điệp khúc trong đó All I Want To Do được phát hành năm 2016. Còn Even If I Don't See ra mắt cách đây 2 năm. Về mặt hình ảnh, MV bị so sánh với một số sản phẩm nước ngoài, ví dụ Happiness, Red Velvet, Paparazzi của SNSD. Nhận xét về sản phẩm của Jibo, cư dân mạng tỏ ra bất ngờ trước sự tương đồng của ca khúc với các bài hát nước ngoài. Cái khúc giống bài nhạc Hàn Quốc mới đầu nghe đã thấy ngờ ngợ, vậy mà giờ mình mới nhớ ra. Giống kiểu làm văn không chép ở một quyển văn mẫu mà kết hợp văn trên mạng với văn mẫu trong sách. Nếu thực sự muốn chứng minh năng lực và sự cố gắng trong 2 năm, thì ít ra cũng nên nghĩ cái gì đó cho riêng mình. Không hay cũng không sao, miễn là của mình, như vậy cũng đáng quý hơn. Cũng đời để xem, nhưng nào thực sự rất thất vọng. Trong khi đó, một số khán giả cũng lên tiếng bên vực Kibo và cho rằng đây là lỗi của nhà phía sản xuất. Ca khúc được thực hiện bởi Carrie Park và Eddie Park, bộ đôi nhạc sĩ Hàn Quốc từng làm việc với nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tiara, Sita, Davichi, Tinpop và Nuzet. Hiện tại, phía ca sĩ Kibo chưa đưa ra phản hồi về sự việc này.